Trong lịch sử tham dự môn bóng đá nam ASEAN, U23 Trung Quốc chưa từng giành được bất cứ tấm huy chương nào. Lần gần nhất đội bóng xứ tỷ dân lọt vào vòng tứ kết cũng đã từ tận năm 2006. Trải qua tới 17, U23 Trung Quốc mới thêm một lần lọt vào top 8 đội mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, U23 Hàn Quốc là đội bóng giàu thành tích bậc nhất ASEAN. Kể từ nội dung bóng đá nam được quy định cho độ tuổi U23, Hàn Quốc đã lọt vào bán kết trong tất cả những lần góp mặt. Họ giành được tổng cộng 2 HCV và 2 huy chương đồng. Không chỉ vượt trội về thành tích quá khứ, U23 Hàn Quốc còn được đánh giá cao hơn về mặt chuyên môn ở thời điểm hiện tại. Đội bóng xứ Kim Chi mang tới ASEAN đội hình mạnh gồm nhiều ngôi sao đang chơi bóng tại châu Âu. Lợi thế hiếm hoi nghiêng về U23 Trung Quốc trước trận tứ kết chính là sân nhà cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt từ người hâm mộ. Bước vào trận đấu, U23 Trung Quốc chọn lối chơi phòng ngự số đông. Đội chủ nhà tạo ra nhiều lớp phòng ngự trước khung thành thủ môn Han Ziyech. Lối chơi này giúp U23 Trung Quốc hạn chế được đáng kể những pha lên bóng tốc độ của U23 Hàn Quốc. U23 Trung Quốc, áo đỏ, phòng ngự quyết liệt trong những phút đầu trận. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch đã sớm thể hiện bản lĩnh nhờ một tình huống cố định. Từ quả phạt trực tiếp trách bên cánh phải, Hong Huy Súc tung cú đá hiểm hóc vào góc gần đánh bại thủ thành Han Ziyech, mở tỷ số trận đấu. U23 Hàn Quốc sớm có bàn dẫn trước. Sau bàn thắng này, mọi thứ trở nên thuận lợi hơn hẳn với U23 Hàn Quốc. Đoàn quân dưới quyền huấn luyện viên Hoàng Xuân Hồng thoải mái duy trì thế trận kiểm soát bóng vượt trội và rình rập sai lầm của đối phương. Trong khi đó, U23 Trung Quốc muốn dâng cao đội hình chơi tấn công nhưng gặp nhiều khó khăn. Các pha triển khai của đội chủ nhà thường sớm bị đánh chặn ngay ở khu vực giữa.